nhất một quả Thích Quảng Bình, trụ sứ tại Đan Mạch, lên hành giáo phẩm hòa thượng vào ngày 28 tháng 6 năm 2008 tại giới đàn Pháp Chuyên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, tổ chức tại chùa Viên Giác, Đức Phật. Thứ hai, Định Tân Phong, Thượng Tọa Thích Như Điển, Phương Trưởng Viên Giác Tự, Hanover, Đức Quốc, lên hàng giáo phẩm Hòa Thượng vào ngày 28 tháng 6, 2008 tại giới đàn Pháp Chuyên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu, tổ chức tại chùa Viên Giác, Hanover, Đức Quốc. Thôi từ viên lan tỏa vào trong giỏ, tương cùng người có giới định tuệ lan tỏa đến khắp muôn nơi. Chúng con tất cả hàng Phật tử, tất cả cũng như tài gia, kính mừng lên vì vị Thượng Tọa Tịnh Tông hàng giáo phẩm Hòa Thượng. Nam mô Hoa Nghĩ Tạng Bồ Tát Ma Tát. Thưa Phật quý ngài, tăng là bản thể thanh tịnh và hòa hợp. Quý ngài được lên hàng giáo phẩm Thượng Tọa là bậc chứng chúng trung tu, là cái bồ đề đại thọ che mặt cho tất cả hàng chúng sanh. Chúng con nương tựa đến quý ngài để thoát ly khổ não, về được bến bờ có giải thoát. Chúng con nương tựa cho ngài để nối tiếp cái truyền thống Thích Tướng Như Lai. Chúng con một lần nữa ngưỡng chúc quý ngài pháp thể khương an, chúng sanh dị độ đào thọ viên thượng, thành tâm cung kính dị vị tân hòa thượng. Chào mừng quý Phật tử và sau đó ăn bảo quả.